thân vậy em buông tay vì điều gì? Anh đã thử, thử cách trốn chạy nỗi đau, lướt Tinder và lên Facebook và cố tỏ ra là mình ngầu. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâu. Người ta đến bên anh kia vui, khi anh buồn họ đau thấu. Mấy cô gái mà anh trò chuyện không ai làm được như em cả. Chẳng ai không nức vì anh, mỗi khi xảy ra cuộc cãi vã. Nhưng cũng vì vậy mà tầm 3 ngày từ lúc làm quen. Thuê bao này từ nay về sau quý khách không được gọi đến. Cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. Tắt máy, gọi thêm 100 lần nữa thì kết quả vẫn sẽ vậy. Nên đừng cố nuôi thêm hy vọng một phép màu nào đó viển vông. Vì giữa Hà Nội 12 giờ đêm thì kiếm đâu ra được cò vòng, kiếm đâu ra được một người cùng anh thực hiện những lời hứa. Những tin nhắn công việc mệt mỏi không, đã về tới nhà chưa? Em à hôm nay anh mệt, về sớm hơn mọi bữa. Thế hôm nay của em thế nào, bên này trời nắng hay đang mưa? Lấy hết can đảm anh đút tay lùng vào trong túi, chạy một mạch thật nhanh và tất nhiên đồng ngẩng không cúi. Băng qua từng con hẻm, từng đoạn đường dù dài lê thê, anh thuộc hết đến từng cái tên vì làm sao quên lối em đi về. Cuối cùng dừng lại trước nhà, anh nên bấm chuông. Chỉ khác là hôm nay không thấy em mà mẹ đi xuống. Chưa kịp nói xin lỗi vì hôm nay đến làm phiền muộn, mẹ kéo cửa ôm chầm lấy anh như thể giải phóng một vạn nỗi buồn. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì khiến cho hai mắt mẹ sưng to. Nếu anh lỡ làm gì sai thì cũng là mẹ chỉ hơi nhăn nhó. Từ phía xa bố em tiến lại, sự thật như sẽ đánh bên tai. Một chiếc bắn tải đã cướp em đi và chẳng bao giờ quay trở về lại. Thậm chí anh còn không kịp nói lời chào, về cười đã may không có người mặc giờ phải mang đốt hay sao. Tìm mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ anh dùng đã vơi. Nhắm mắt chìm vào bóng đêm, anh biết bên kia có em đang đợi. Chỉ anh còn không kịp nói lời chào, mày cười đã may không có người mặc giờ phải mang đốt hay sao. Mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ anh dùng đã vơi. Bên kia em có đợi anh không? Alo. Người quay bước đi, còn anh mãi ở đây. Dù đã biết mất em nhưng sao lòng anh vẫn nhói đau, nhói đau. Dù chẳng nói ra câu nhưng anh sẽ luôn ở phía sau, phía sau. Là người cho em bờ vai sẽ chia câu chuyện. I will be waiting for you, for you. Là người cho em vòng tay bên em mỗi khi em không vì ai. Vì em đã quên đi những giấc mơ, để anh lại đây cùng những buồn phiền. Rồi cứ thế em bước đi và không cần nghĩ suy, anh đã phải cố quên đi đau thương người ơi. No, no. Một người mới còn anh thêm một bài hát buồn cùng khê. Anh muốn gọi gió cho tóc em bay, gọi nắng cho vai em gầy. Như là trên công sở anh viết niềm vui khi anh biết trong vui mãi nơi đây. Em cứ để con tim này tổn thương cũng được, em cứ để lòng tin anh dừng chết. Em cứ để anh điên cùng vô cảm vậy mà hết yêu thương để anh không cần đến. Em ở đây chờ không phải là hạnh phúc, anh biết yêu thương không nhất thiết phải cần nhau. Nhưng nỗi nhớ em đã dâng lên từng chút cảm giác quen thuộc. Sắp tới một lần nào, baby. Ghét phải chờ đợi một ai đó. Nhưng nếu yêu một ai đó, anh sẽ chờ đợi cả đời.
Ci saranno 3 minuti di recupero. Nếu vô tình em tìm về nơi đầu tiên, gặp anh nơi đó em đừng ngạc nhiên vì em vẫn luôn ở đó. Thank you.
L'arbitro ha segnalato 3 minuti di recupero. Vui biết bao vì được đi muôn nơi, không phải đi về nhà trước 10 giờ tối. Em lớn rồi mà. Khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có